hữu duyên. Rồi ơi, có duyên quá luôn. Rồi ơi, em là người dẫn vợ em vào cái mê cung của em, cho nên là vợ em không thể biết được là từ khi nào là em đã quen vợ em rồi. Ôi, nghe có vẻ hấp dẫn biết. Mê cung. Mê cung thì ngày mà thì em không có để ý chồng em, đến khi gặp nhau mới tính cách cũng khá là thân thiện. Với lại là nhìn bề ngoài nhìn trắng trẻo, cao to mà đi sống quá vậy. Em thấy là khó khăn nhất là hai đứa cứ xa hoài, thấy người mấy cặp kia bên nhau thì mình cũng ganh tị, cảm giác tủi thân đúng không? Dạ tủi thân. Vợ bộ đội nhưng mà hai chị đạo bộ đội. Đó là khi nào mà nghe em ra với vợ là chắc chắn sẽ không dọn nhà, sắp một cái ghế ra ở giữa nhà ngồi đấy bấm điện thoại. Đây, chồng ra là chị quét chỗ này quét chỗ kia, rồi chỗ nào chưa sạch quét lại. Anh Quốc Thuận và chị Thanh Vân ạ. Và chào cán bộ chiến sĩ trong trường quay và các bạn đang xem đài. Trước tiên em xin tự giới thiệu, em tên là Trần Đức Hữu, năm nay em 27 tuổi. Hiện tại là em đang là chính trị viên đại đội 1, tiểu đoàn 14, sư đoàn 5. Và bạn đây là? Em tên là Duyên. Hữu Duyên. Ôi ơi, có duyên quá luôn. Ôi ơi. Rồi Duyên ơi, giới thiệu tiếp đi em. Dạ, dạ, xin chào chị Thanh Văn và anh Quốc Thuận. Thì em tên là Lê Thị Thuy Duyên, năm nay em 27 tuổi. Công việc của em là hiện tại là một nhân viên văn phòng. Và em sinh ra và lớn lên tại mảnh đất Thừa Thiên Huế. Hai vợ chồng lần đầu tiên gặp nhau có ấn tượng về cái tên không? Dạ, thực ra là lần đầu tiên hai vợ chồng gặp nhau là không có ấn tượng về tên. Nhưng mà khi trùng hợp mà khi mà hai người đã quen nhau rồi thì em mới gọi là mới nghĩ lại, thế anh là tên Hữu, còn em là tên Duyên, ghép lại là Hữu Duyên, mới biết là hai tên nó trùng hợp như thế. Hay quá. Hai vợ chồng em là học cùng trường cấp 3. Ủa là em cũng là Huế luôn? Vâng, em cũng là ở Huế. Chồng em thì công tác ở đây, còn em làm việc ở đây nên là phải nói giọng Nam để cho mọi người dễ nghe. Dạ, đúng rồi. Tiếng Anh đó. Nhưng mà bây giờ kể cho anh nghe đi, cái cơ duyên nào mà khiến cho các bạn gặp nhau? Cơ bản là em là người dẫn vợ em vào cái mê cung của em, cho nên là vợ em không thể biết được là từ khi nào là em đã quen vợ em rồi. Đấy. Ôi, nghe có vẻ hấp dẫn biết. Mê cung. Mê cung tình ái. Nào kể đi cho anh mê coi nào. Em và vợ em là quen nhau là khi mà em đi học thêm. Vợ em không biết em là ai cả. Em học thêm thì thấy vợ em đi qua thôi, đi ngang qua thôi. Nhưng mà khi ấy là em đã yêu vợ em rồi. Liên xét ái tình. Dạ, nhưng mà lúc ấy là em vẫn còn ngại, cho nên là không thổ lộ cái tình cảm của mình ra. Nhưng mà đến khi mà em đậu đại học và vợ em cũng đậu đại học, nhưng mà em là học ở Bắc, ở trường sinh hoạt chính trị, nhưng mà vợ em thì học ở kinh tế Huế, cho nên lúc ấy là cũng không thể gặp nhau, cho nên không liên lạc với nhau được cả. Cho đến khi mà em về hè ấy là trùng hợp là ngày sinh nhật của em luôn, thì khi ấy là em thấy trên tin nhắn Facebook là thấy vợ em là chúc mừng sinh nhật của em. Thì em mới bật tỉnh ra là lúc trước là mình rất là ngưỡng mộ bạn này, giờ lại bạn này chúc mừng sinh nhật, thế là em bắt đầu là nhắn tin nói chuyện qua lại, thì em mới bắt đầu là thân nhau rồi, quen nhau rồi. Là bao nhiêu năm sau khi hai người tạm biệt nhau từ cấp 3? Cũng khoảng 1 năm. Ôi, như vậy là tính đến thời điểm này là hai bạn này cũng có một mối tình rất là dài rồi chứ anh ha? Đúng rồi. 10 năm. Dạ. Đúng rồi. Dạ. Thế còn mới yêu nhau được 5 năm. Dạ, vâng, dạ, đúng rồi. Thế còn kết hôn được bao nhiêu năm rồi? Kết hôn thì mới 1 năm. Làm rất son đấy. Ủa Duyên ơi, nhưng mà em có nhớ cái lần đầu mà em gặp Hữu á, ở trường cấp 3 đó, thì em có ấn tượng gì với cái bề ngoài cũng như là với tính cách như là con người của Hữu không? Cấp 3 thì em không có để ý chồng em, đến khi gặp nhau mới tính cách cũng khá là thân thiện. Với lại là nhìn bề ngoài nhìn trắng trẻo lắm, cao to mà đi sáu múi vậy. Thế bây giờ còn 6 múi không hay là 5 múi rưỡi? Dạ, giờ thì chắc 5 múi rưỡi. Rồi, em có nhớ là cái lần mà Hữu tỏ tình với em là ở đâu không? Dạ, tỏ tình với em là ở Đà Nẵng. Lúc đó là hai đứa là đi du lịch chung. Tới Đà Nẵng là chỗ kèo nè. Rồi. Sao đâu? Thì lúc ấy em cũng mạnh dạn book một khách sạn, hai người ở chung phòng ở đấy. Xong rồi dẫn vợ em đi chơi xung quanh ở Đà Nẵng đó. Em đưa vợ em đến cầu tình yêu. Và ở đấy là cũng có cái là gọi là mua móc khóa rồi ghi hai tên người vào. Vâng. Thế là em cũng chắc vợ chưa biết đâu, thế là em cũng mua rồi, em mà nhờ em ghi hai vợ tên vào, em khóa lại thôi, em vứt cái chìa khóa luôn. Vâng. Rồi em cũng tỏ tình vợ, thế là vợ đồng ý luôn. Tỏ tình nói thì sao? Em làm bạn gái anh nha. Xong cái em đồng ý luôn. Cái vụ mà quăng chìa khóa đó là sau khi nói hay là quăng rồi mới nói? Quăng rồi mới nói. Là em quăng rồi mới nói. Khóa rồi. Luôn cô này ở đấy luôn. Rồi bây giờ mình tiếp tục câu chuyện này. Đoạn đấy là mới là tỏ tình thôi. Thế còn có cái đoạn nào cầu hôn không? Đoạn cầu hôn thực ra là không có. Vì cơ bản là gia đình của vợ em là rất là quý em. Và gia đình của em là cũng rất là quý vợ em, cho nên là chưa cưới nhưng mà chưa tỏ tình thì hai gia đình cũng đã sắp đặt gọi là hai người sẽ đến với nhau. Vâng. Cho nên là chỉ
nhắn qua tin nhắn là bàn với nhau là khi nào mình cưới, rồi khi nào mình cưới mình tổ chức rồi mình đi chụp ảnh cưới thôi. Như vậy là có khoảnh khắc nào mà hai người kiểu bị phải xa nhau và yêu trong sự xa cách không? Có. Hai đứa em thì yêu xa tầm 3 năm. 3 năm yêu xa, trời ơi. Hàng năm sẽ có được nghỉ hè và nghỉ Tết. Thì lúc ấy em mới được cơ hội về để chở vợ đi chơi. Đấy. 5 năm là nó sẽ như thế. Là 1 năm chỉ gặp được 2 lần. Trời ơi. 1 lần có mấy ngày? Ít quá. 1 lần sẽ được 15 ngày. 15 ngày. Vậy là cả năm chỉ gặp nhau được 1 tháng. Thì trong cái giai đoạn yêu xa đó, nó có những cái khoảng thời gian nào mà em cảm thấy rất là khó khăn cho cái mối quan hệ này? Em thấy là khó khăn nhất là hai đứa cứ xa hoài. Thấy người mấy cặp kia bên nhau thì mình cũng gắn tị. Cảm giác tủi thân đúng không? Dạ tủi thân. Chị hiểu. Nhưng mà chồng em thì mỗi lần mà về thì dặn em đi chơi rồi bù đắp rồi này kia, mua cái này mua cái kia. Những lúc mà nào thì em cảm thấy em buồn và em tủi thân? Những lúc mà vừa mới cưới xong á. Là hai vợ chồng là cưới xong là hai vợ chồng phải lên Tây Ninh liền. Lên thì em cũng ở nhà. Với lại cưới xong thì chồng em là ở trong kia cũng bận nhiều việc, nên là giai đoạn đó cũng ít ra. Nên là ở nhà là rất buồn, mà em có cái tật là sợ ma nữa. Nên là mỗi tối ngủ cứ ngủ không có được, không có quen, tại vì cái nhà mới nữa. Rồi. Với lại khó khăn nữa là chưa có việc làm. Phải sắm sửa đủ thứ trong nhà hết. Không có ba mẹ ở bên. Cái đó là cái khó khăn nhất. Có những lúc nào, những cái dịp lễ hay là kỷ niệm ngày cưới hay là sinh nhật mình mà mình cứ thui thủi một mình mà không có chồng không? Dạ, sinh nhật thì bữa trước chưa cưới thì cũng hoài. Hoài. Mà xong cái chồng về cái bù đắp cái hết luôn. Hết buồn. Cái đó là ở trong quân đội thì sẽ ngày lễ và ngày Tết hoặc là ngày Noel thì chắc chắn sẽ là trực chiến, nên là sẽ không thể về được với vợ. Nên thường thường là em sẽ chủ động là chở vợ đi chơi trước. Hoặc là khi mà mình hết trực chiến rồi thì mình mới tranh thủ thời gian mình ra mình chở vợ đi chơi. Và bù đắp lại cho vợ. Nên là cái thời gian mà đúng ngày lễ là chắc chắn mình sẽ không được ra ngoài. Vâng. Thiệt thòi quá anh ha. Nhưng mà chồng cũng rất là tâm lý. Đúng. Đúng không? Đúng, đúng. Thế em có làm điều gì bất ngờ với vợ sau những lần mà mình biết là vợ buồn? Bất ngờ nhất là vào ngày Valentine. Là lúc ấy là vợ em đã đi làm. Đã đi làm thì lúc đó là em xin đơn vị về trước. Em cũng chuẩn bị đèn nháy rồi bánh sinh nhật rồi quà, rồi em khóa cửa lại, nhắn tin vợ là tối nay em bận, em ăn trực chiến, ăn không về được. Thế là lúc ấy là khi mà em cũng chờ vợ đến tối, rồi khi mà vợ về thì bất ngờ, thế là đèn nháy bật lên, nhạc bật lên, rồi em cũng chúc vợ ngày Valentine hạnh phúc các kiểu. Xong rồi vợ, vợ cũng khóc luôn. Dạ, tôi nghe đó là hạnh phúc vợ. Đúng rồi, vợ hòa luôn. Thế lúc yêu nhau đúng không? Hay là lúc vợ chồng rồi? Lúc vợ chồng. À, cưới rồi. Rồi, cưới rồi. Dạ. Thế cuộc sống hôn nhân thì có làm cho mình bị vỡ mộng về người kia không? Chồng em thì cũng khá tâm lý. Thì em thấy chồng em cũng khá hoàn hảo. Đối với em là cũng khá hoàn hảo, nhưng mà có một số cái thì em chưa có ưa. Chưa điểm gì? Hay hù em. Hay hù. Nhiều khi mình đang làm việc, mình đang tập trung làm cái gì đó, anh mở cửa là anh hù một cái là em nhặt mình luôn. Cái gì lại nữa? Là ngủ dậy là không gấp chăn. Dạ, mặc dù trong kia là gấp chăn rất gọn gàng nhưng mà ra nhà là không gấp chăn. Thôi em cho người ta bung xóa đi em, người ta đã vất vả ở cơ quan rồi, bây giờ về vợ phải được nhõng nhẽo để bù trừ đúng không? Thôi mấy cái này chị vẫn chưa thấy xấu đâu, có cái gì xấu hơn không? Dạ, em ở một năm nay thì em thấy là vậy thôi chứ chưa lòi ra nhiều hơn nữa. Chả có cái gì xấu ở đây cả. Rồi thế bây giờ đến Giang. Vợ em là cơ bản là hoàn hảo đối với em. Nhưng mà trong đó có một số cái là ví dụ như là ngủ nướng, em được về nghỉ cuối tuần. Thì là vì em ở sống trong quân đội thì nó thời gian nó theo chế độ, cho nên là em sẽ dậy sớm, thường thường sẽ dậy sớm. Nên là khoảng tầm 6 giờ hoặc là 6 giờ 30 em đã dậy rồi. Nhưng mà vợ em lúc ấy là em phải vẫn chờ vợ đến 9 giờ, đến 9 rưỡi vợ mới dậy. Rồi trong 3 tiếng đấy em làm gì? Em quét dọn nhà cửa, chọc vợ thôi. Vâng, thứ hai đó là vợ em là hay chỉ đạo. Vợ bộ đội nhưng mà hai chỉ đạo bộ đội. Đó là khi nào mà nghe em ra với vợ là chắc chắn sẽ không dọn nhà, xách một cái ghế ra ở giữa nhà ngồi đấy bấm điện thoại. Đấy, chồng ra là chị quét chỗ này quét chỗ kia. Rồi chỗ này chưa sạch quét lại. Vâng. Đổi lại là em dọn nhà nhưng vợ em sẽ nấu ăn. Vâng, nấu ăn ngon. Trời ơi, tuyệt vời. Rồi vợ còn tật xấu gì nữa không? Đó là hay quên, vì vợ em thường thường sẽ bôi kem chống nắng khi ra ngoài. Nhưng mà bôi khi mà lúc mà đang bôi ấy, có bận việc gì một cái để xuống một cái
đi lấy điện thoại hoặc là lấy cái gì trẻ quên sẽ tìm không ra nữa. Đó, thì sẽ bắt chồng đi tìm đi kiếm giùm cho vợ. Vâng. Đó, cái thật ra cái hay quên nó cũng chưa xấu lắm đâu. Đúng rồi. Nhưng mà cái vụ mà cái như là Kim kêu chồng đi kiếm đồ mà có đồ của mình quên đó, cái đó nó xấu nặng. Không, mà nãy giờ mà chưa thấy gì xấu hết, em thấy đôi này dễ thương lắm, đúng là hữu duyên nên là mọi thứ nó có duyên lắm. Đó giờ có chuyện nào mà dẫn đến hai vợ chồng xích mích mà gây lộn không? Vì cái thật xấu. Dạ có. Hoặc là có một kỷ niệm đó là lúc mà khi mà hai vợ chồng vừa chuyển lên chỗ nhà mới ở Tây Ninh, lúc ấy thực ra là kinh tế cũng rất là khó khăn, vì vợ em là vẫn chưa có công việc. Hiện tại lúc ấy là em vừa ra trường thôi, cho nên tiền lương nó vẫn thấp. Lúc ấy vợ em giặt áo quần, nhưng mà thực ra là tay vợ em là khi mà tiếp xúc với Omo ấy là nó sẽ bị khô và bị bóc ra. Thế nên là vợ em cũng gọi em là chồng ơi tháng sau mình mua cái máy giặt đi. Vâng. Nhưng mà lúc đấy thực ra là tiền nó cũng sắm sửa rất là nhiều thứ. Tivi, tủ lạnh hoặc là mấy cái thiết yếu ấy là như là bếp thì mình cũng chưa có tiền để sắm sửa cái máy giặt được. Lúc đấy hai vợ chồng cũng tranh luận rất là nhiều. Vâng, đúng rồi. Thì nhưng mà cuối cùng thì đối với em thì vợ luôn đúng. Cho nên là hai vợ chồng cũng tích góp được một chút rồi mình đi mua máy giặt luôn. Trời ơi, chiều vợ chứ. Thì đó cũng là cái tranh luận mà cũng căng thẳng nhất. À. Duyên có thấy là nó hơi oan cho mình không? Vì mình cũng chính đáng mà đúng không em? Dạ đúng rồi, phụ nữ mình thì phải càng đôi bàn tay phải đẹp chứ. Đúng rồi, chính xác. Anh đi làm mình về tôi phải giặt đồ nữa mà nhất là giặt những cái bộ đồ quân phục này nó rất là dày gì nữa đúng không? Đúng. Đó. Dạ đúng rồi. Em muốn Hữu thay đổi điều gì hả Duyên? Dạ thì trong mắt em thì chồng em cũng khá hoàn hảo rồi. Nên nếu mà thay đổi thì em mong anh là yêu thương em nhiều hơn, quan tâm em nhiều hơn và đặc biệt là thấu hiểu em nhiều hơn. Hiểu em nhiều hơn. Dạ đúng rồi. Cái ngày sinh nhật đồ này kia thì anh mua quà cho em là em vui rồi. Rồi bây giờ Hữu nói mong muốn thay đổi. Vâng. Vợ của em. Và em chỉ mong muốn một điều đó là vợ bớt chỉ đạo lại. À, rồi bây giờ tất cả những mong muốn của vợ vừa nói ra thì em thấy em có đáp ứng được không? Vâng, đã được ạ. Có thể hiện ngay bây giờ không? Có. Xin mời em. Trời, đang yêu quá. Có nói gì với chồng không? Cảm ơn anh. Dễ thương. Sao Hữu lại không tặng bó hoa? Sao Hữu không tặng một cái món quà là một bộ trang sức hay là một chai dầu thơm mà lại tặng bó bông mà với một cái bộ trang phục quân nhân? Vâng, bởi vì là lúc đầu là vợ em cũng có dẫn đi chơi nhưng mà vẫn đòi là anh ơi em thích gấu bông. Nhưng mà trong thời gian vừa qua là em cũng chưa có thể mua cho vợ được. Thì tranh thủ hôm nay là cũng là chương trình vợ chồng son thì em cũng mua cho vợ một con gấu bông. Vâng, để khi nào mà chồng chưa ra được thì vợ có thể ôm con gấu bông này để mua tặng. Tuyệt vời lắm. À, và bây giờ thì chắc là có gấu bông rồi thì bây giờ mình ôm gấu của mình luôn đi. Hai người ôm nhau một cái để cho mọi người vỗ tay nào. Những lúc nhớ chồng có thể ôm chồng, thậm chí có những lúc mà chưa hài lòng lắm mà chồng không có nhà cũng có thể xả lên cái bàn gấu bông này. Đó, anh chúc cho hai vợ chồng sẽ luôn thương nhau nhiều hơn nữa và sẽ có cuộc sống nó sẽ tốt hơn và kinh tế nó cũng sẽ tốt hơn. Dạ. Và mọi điều thuận lợi may mắn sẽ đến với hai vợ chồng nha. Dạ, em cảm ơn hai anh chị. Rồi, cảm ơn. Cảm ơn em. Chúc mừng các bạn. Tên là Nguyễn Huy Lương, năm nay tôi 39 tuổi, tôi công tác tại Sư đoàn Không quân 370, sân bay Tân Sơn Nhất. Còn đây là vợ tôi. Tôi tên là Lê Thị Liên, năm nay tôi 29 tuổi, hiện là giảng viên của trường cao đẳng Bách Việt. Cơ duyên gì chị gặp anh? Vào một ngày đẹp trời, tôi cùng với bạn trai đi tặng hoa cho một người bạn gái của bạn tại Đạo Sư Phạm Hà Nội. Và chỗ gửi xe, vô tình gặp Liên, tôi cũng nhờ Liên là dẫn lên cái nhà A6 đó. Dẫn anh này lên thì em mới biết rằng ô cái sinh nhật của cô bạn cùng lớp với mình luôn. Nhân tiện đó thì thôi, đi vào sinh nhật luôn. Và cũng nhân buổi sinh nhật đó thì hát tặng cô bạn ấy một bài hát. Và cũng không nghĩ rằng là cái bài hát đó thì lại làm thay lòng anh bộ đội này đâu ạ. Bài gì? Đó là bài Ở Hai Đầu Nỗi Nhớ. Rất muốn là Liên hát thử lại cho tất cả mọi người nghe. Bây giờ cho một tràng pháo tay đi cho nó sôi động này. Có khoảng không gian nào đó chiều dài nỗi nhớ, có khoảng mênh mông nào sâu thẳm hơn tình yêu. Ở hai đâu nỗi nhớ yêu và thương nhau hơn, ở hai đâu nỗi nhớ nghĩa tình đậm thắm hơn. Nếu nghe mà nhắm mắt
nghệ sĩ dân Thu Hiền không ạ? À? Rất là bất ngờ nghe được giọng hát rất là say lòng như này thì lại ra ý định cư cầm sau đó này ra về cố tình để hỏi xem là Liên học ở đâu, địa chỉ chỗ phòng ở tạm thời biết đã, sau có những chiến dịch sau. Vâng hỏi nhỏ chút xíu nha, anh Lương mà lên kế hoạch cưa Liên á thì chắc là không có giống cái người gọi là thanh niên bình thường đâu, giống hay là không giống thật đâu đúng không? Thì xin hỏi anh nha, anh lên kế hoạch cưa cẩm Liên á là chiến thuật của quân đội hay là chiến thuật của người thường? Khi mà lại ra ý định như thế thì lập các cái kế hoạch và đưa ra các cái chiến thuật. Phương án đầu tiên là đánh di tích, biết được là Liên dạy thêm và tầm 21 giờ thì Liên hết giờ dạy thì ta lên đó từ các cái phía sau là tấn công bất ngờ. Thế thì lúc đó Liên có biết đó là mình đã bị rơi vào một cái chiến thuật không? Không, tại vì em thì quen nhiều người theo đuổi rồi nên là em thấy nó cũng không có gì, nhưng mà anh ấy rất là bền bỉ, tức là đánh từng ngày từng giờ luôn. Ngày nào cũng vậy, cứ 9:30 là sau khi em kết thúc thì là anh ta nấp ở phía sau, hôm thì xuất hiện đột ngột, hôm thì không xuất hiện. Ban đầu thì em thấy nó bình thường nhưng mà dần bắt đầu khi mà vài bữa sau mà đi ra ngoài mà không thấy anh ta thì bắt đầu thấy cái lòng mình nó tự nhiên nó thấy thiếu vắng một cái gì đó. Vâng, và đi đường cũng không yên tâm luôn, cứ ngoái lại xem là anh ta có đi đằng sau lưng không. Và nhiều khi về đến ký túc xá rồi đùng cái anh ta ở ngay đằng sau mình. Wow. Cảm thấy tim mình nó vỡ hòa ra. Đánh 3 tuần thì gây thương nhớ rồi, sau là tôi chuyển sang giai đoạn 2. Giai đoạn 2 là đi sâu vào lòng địch. Bây giờ đánh vô kích xong rồi, bây giờ mình đi sâu vào lòng địch. Và một hôm liền đi điện cho tôi, mình với nhanh chóng tắm giặt, tắm rửa sạch sẽ, bị đi là đón người yêu. Thực ra là cái buổi hôm đó là do là em đang muốn giải vây cái đội đang tấn công mình. Đón xong cái anh ấy, em đi Hồ Tây chơi đi, hôm nay mùa thu mát mẻ này. Thì anh chị biết là đường thanh niên thì nó rất là lãng mạn, phong cảnh thì hữu tình, gió thì mát. Thì em mới hát một cái bài hát về tình yêu. Và em đang hát thì anh Lương sao? Liên hát một cái bài nên mình cảm thấy sao sướng trong lòng. Có một cái gì đấy đơn khảo bất ngờ là ôm chặt Liên ngay. Đó là đi sâu vào lòng người ta. Anh ta ôm em cũng hoảng lắm. Thế là em mới vùng vẫy ra, thế là giật ra bằng được. Nhưng mà không thể nào mà giành ra được vì sức bộ đội quá khỏe đi. Thì ôm ghi chặt rồi à, cuối cùng mệt quá thở không được thì thôi buông luôn. Muốn làm gì thì làm, buông luôn. Nó đi sâu vào lòng địch và đồng thời chiếm luôn địch. Thế đấy là ta gọi là đánh nhanh thắng nhanh. Tức là dùng luôn cái bước thứ ba ở cái thời điểm đó luôn, đó là đánh nhanh thay đổi chiến thuật luôn đúng không? Thắng nhanh đúng rồi, thay đổi và, chiến thuật luôn. Và theo Liên thì như vậy có nghĩa là đã thắng nhanh chưa? Sự khi mà anh em tỏ tình thì em cũng suy nghĩ, bởi vì xưa nay con gái ở quê trước khi đi học thì mẹ dặn dò rất là kỹ, mẹ nói là con gái mới lớn thì không được yêu và đặc biệt là không yêu những người đàn ông quá lớn tuổi. Nhưng mà bây giờ nghĩ là trong cái thời điểm này nếu như không tranh thủ được thì sẽ đánh mất một người lính rất là tuyệt vời, nên là thôi chấp nhận là thôi tạm thời không nghe lời mẹ dặn nữa. Trong cái thời gian mà hai người nếu còn cái chuyện vui gì nữa không? Trước khi anh đi vào Nam, bọn em có đi ra công viên Lenin. Trời buổi trưa thì cũng rất là gió mát mẻ nên là hai thằng là gục đầu vào nhau ngủ. Ngủ xong cái lúc tỉnh dậy, anh cúi xuống, Liên, mất giày rồi Liên. Thôi thì ngủ quên, là thằng bán trộm mà lấy mất giày lúc nào không biết luôn. Lúc đó mình tỉnh không thấy đâu, trong cái đoạn nó mang giày mà. Anh em có đôi giày mới nhặt được, anh có mua của em bán. Trong túi lúc bây giờ mình có 100 ngàn. Bảo mày bán bao nhiêu, em lấy 200 ngàn. Thì bảo thiệt thiệt cho mày luôn, đi trên đất về. Anh này em cũng không biết vì sao, không phải là hai đứa có khắc khẩu với nhau không mà cứ gặp nhau là bị mất đồ. Tôi nghĩ là cái chuyện mất giày là một trong những chuyện nhỏ thôi ạ, rất là nhiều lần mất. Thế còn cái chuyện mất gì mà lớn lao ấy? Lớn nhất là cái lần mà em đi vào Sài Gòn thăm anh ấy, em ở nhà bà cô. Tức là anh đi xe máy tới chơi, xong anh để xe máy ngoài sân. Thế xong cái hồi cũng chạy vào, nước mắt ngắn nước mắt dài, em mới mất xe máy rồi. Trời ơi. Do là khi ra về thì cổng nhà cô phía sâu sau là nó có cái toilet để mình đi vệ sinh trong 30 phút thôi. Thế là quay ra là mất xe luôn. Mà không biết tại sao mà nhanh như thế. Mới quay vào hỏi, thế là Liên mang vào đấu thế nào? Liên bảo không, em có gì là mất xe mày. Thực ra là bọn em yêu nhau vất vả lắm. Bởi vì là sau khi mà nhận lời yêu anh ấy được 4 tháng thì anh ấy chuyển vào trong Nam công tác. Và em thì mới học năm thứ nhất, điện thoại lúc đó cũng rất là hiếm hoi. Nên là rất là nhớ người yêu và đứng trước dư luận, xung quanh dư luận là mọi người nói rằng là anh ấy lớn tuổi rồi, anh ấy đẹp trai phong độ rồi thì là đã có công việc ổn định thì chắc chắn là chia tay mi thôi. Đấy, em cũng hoang mang. Nên là Tết năm đó thay vì là về với mẹ thì em quyết tâm đi vào để tìm hiểu bằng được xem rốt cuộc anh ta là ai và tình cảm của anh ta như thế nào. Khi gọi điện về cho mẹ thì mẹ không cho đi. Và trong túi lúc đó em chỉ còn đúng 17 ngàn thôi. Thì em mới nài nỉ cô bạn gái là cho em vay 100 ngàn và em mang ra bến xe Giáp Bát. Thì lúc đó hỏi bác tài xế thì bác tài xế nói là xe đi vào trong Nam là 200 ngàn. Và em ngồi em khóc và em nài nỉ cho con đi vào đấy ké. Con ngồi đâu cũng được, chui xuống gầm ghế cũng được nhưng mà bác phải cho con vào. Em gọi cho anh ấy là 3 giờ sáng, anh ra ngoài bến xe đón em.
thì em ngồi đến 3 rưỡi rồi đến gần 4 giờ vẫn không thấy anh ấy đâu cả. Và thân gái một mình em thì không còn một đồng nào trong túi cả, mà giữa bến xe toàn là những cái anh thanh niên cứ lượn lờ vờ vờ như vậy. Và em ngồi em khóc em không biết làm gì nữa đó Sài Gòn cả. Vậy thực sự cái cảm giác của em là thôi bây giờ nếu như có tiền thì em sẽ bắt quay trở lại Hà Nội, và từ giờ thì đi em sẽ vĩnh biệt Sài Gòn, không bao giờ em quay trở lại đất này nữa. Lúc đó thì lương ở đâu? Thế thì năm đó là có tầm 3 giờ sáng thì có cái trận bóng đá đang xem thì nó say sưa thì cứ cố vừa xem mới đứng lại, nhưng mà kiểu lúc gần hết hiệp 1 rồi mà tôi thì cố gắng hết hiệp 1 chạy ra đón Liên, thì Liên đang ở bến xe là ngồi khóc. Thế mà rồi cũng không rút kinh nghiệm được ạ. Lần đó là em đã tính bỏ rồi, nhưng mà thôi bây giờ cũng vẫn còn luyến tiếc anh bộ đội đẹp trai này nên không nỡ bỏ. Vậy mà lần sau cũng vì bóng mà bỏ rơi cả em lẫn con luôn. Vâng, thì lúc đó em sinh em bé được có 1 tháng 20 ngày, mẹ cũng không cho vào. Nhưng mà nhớ chồng quá rồi nên là bê con từ Bắc vào trong Nam. Lúc đấy là cũng 3 giờ sáng luôn, thì em nói anh ra đón con. Nhưng mà đến 3 giờ rồi 3 rưỡi cũng đến 4 giờ luôn, hai mẹ con cứ ôm nhau ở bến tàu không thấy ba đâu đón đi cả. Cũng do là cái ham là xem bóng đá nên là các cái trận đỉnh cao là không bỏ qua. Thôi thì cũng xin lỗi rồi nhanh chóng bắt taxi để cho Liên về. Vậy thì sau khi kết hôn thì anh chị có những sự bất ngờ gì từ bạn đời của mình hay không? Có một lần cái cho em bé chơi thì nó bò trên giường, tự nhiên em thấy bé nó cầm cái gì nó gặm. Em mới dứt ra miệng khỏi con thì thấy hai cái răng giả. Em thấy hai cái răng giả em hết hồn luôn. Em mới gọi điện cho ông ngoại, bố răng giả bố rớt ở giường con này. Thế bố không, tao làm gì có răng giả từ trước đến giờ đâu. Thế xong cái em bẩn ơi là bẩn, dục thùng rác luôn. Xong cái một hồi tự nhiên thấy chồng cứ bò dậy đi tìm khắp nhà không biết tìm cái gì luôn. Thế xong cái nghe răng là thấy nguyên cái hai răng nó rớt. Thôi và thật sự là đến bây giờ em mới biết anh có răng giả. Em ủa đó giờ không biết, không biết luôn, đến khi rớt ra rồi mới biết. Tốt thì mình khoe đương nhiên rồi, nhưng mà xấu thì phải cất đi. Do một lần cũng đi chơi với bạn, cái bạn như là tán gái của mình đến chơi cùng, xong khi về thì chẳng may là cái đội ở xóm thanh niên ấy nó gây sự đánh nhau, cái nó đuổi thì anh bạn kia là lấy cái xe đạp giơ xe đạp này, còn mình chạy chẳng may là mình vấp vào, thế là mình rớt cái này dẫy cái răng từ dưới. Thế còn anh bất ngờ và anh sau khi cưới là gì? Thứ nhất là ham học quá, đến giờ này như Liên ấy, là có 3 bằng đại học và có 2 chứng chỉ của nước ngoài. Cũng bất ngờ nữa là hơi bị ghen. Mình bộ đội thì đàng hoàng tử tế, cũng không hiểu sao vậy, cũng hơi ghen thế. Là bản chất của phụ nữ. Tại vì là có lần một cô gái khi mà em thử gọi thì đúng là con gái thật, mà hỏi thì anh không trả lời, anh cứ nói là vòng vo cô này bạn của người này bạn người kia, em thấy nó không có thỏa mãn nên em bức xúc lắm. Nên là cuối cùng là em mới quyết định là đưa vào cái chiến dịch là tìm hiểu cho nó ra ngọn ngành. Và em nhờ một cái cô bạn người Sài Gòn, cứ hàng ngày cô ấy gọi điện cho anh này, nhắn tin cho anh này và nói giọng miền Nam rất là ngọt ngào. Và có một ngày á, cô đó là tên gì ạ? Cô đấy tên là Sen. Em mới xúi cô đấy là đánh một trận, tức là cuối cùng bây giờ anh ấy là bộ đội gì em cũng chơi chiến dịch luôn. Thì chim mồi đó. Thế là xong với cái mời anh ấy tới cà phê, thì anh ấy tới vui vẻ hào hứng đi vào tìm bạn gái đâu. Em ngồi ngay trên này, anh ơi Sen đây này anh. Trời. Tại ở đơn vị cũng có một người tên là Lương, cô bạn gái của bạn kia tên là Sen. Thế thì chẳng may là mới lấy cái nhắn tin vào cái máy của mình, thế là mình vô tình mình về thì về xong để máy ở ngoài cho vợ xem được là có tin như thế. Thế vào lên chiến thuật để bắt nhà mình nghi ngờ, nhưng mà nói ngọt ngào lắm, nhưng mà hỏi tên thì không ấy, bảo anh cứ ra đây rồi anh sẽ biết nhiều cái bất ngờ lắm. Thế là thôi mình bảo thôi được rồi, đi ra xem sao. Lúc đó sao anh? Sau vụ đó thì em biết chính xác là giữa cô Sen với ông xã em không có gì. Tuy nhiên là em vẫn cứ ấm ức cái chuyện anh bị rủ rê như thế, nên là cứ bực giận trong người cái chuyện đó thôi, chứ em cũng biết là không có chuyện gì rồi. Anh bây giờ anh mong muốn một cái điều gì để cho Liên hoàn hảo hơn? Bớt ghen đi một chút, hay là học thì rất nhiều nhưng mà bớt đi một chút để tập trung vào việc dạy con cái cho nó đến nơi đến chốn. Còn em mong muốn ăn lương để em thì do là đặc trưng là em đi học rất là nhiều, do đó cũng mong muốn là ở thời gian ở nhà thì anh chịu khó anh chăm sóc con một xíu, bớt ngủ đi tí, tại vì anh đánh ham ngủ lắm chị. Lúc nào tối về cũng thấy ngủ hết trơn á, có nghĩa là em đi học về là 9 giờ cái anh nhìn anh nước mắt nhìn vợ xong anh nhắm mắt ngủ tí. Ăn lương ngủ nhiều giống như gà vậy đó. Vậy dạ, nên là biệt danh là gọi là gì, đơn vị gọi là lương gà mà. Liên là năm nay Liên bao nhiêu tuổi ta? Em 29 ạ. 29 hả? Là sinh ngày nào? Em sinh ngày 22 tháng 12. Vậy là như là trùng với là cái sự tình cờ. Dạ. Có nghĩa là mấy hôm cái tình cờ luôn á. Hôm nay nó có một cái sự tình cờ đặc biệt, đó chính là hôm nay là cái ngày 22 tháng 12, cũng là cái ngày sinh nhật của Liên đây. Một lần nữa xin thay mặt chương trình chúc mừng sinh nhật của Liên, xin chúc cô luôn luôn vui vẻ. Ít nhất là mình phải happy birthday to you, happy birthday to you.
Happy birthday, happy birthday, happy birthday cô Liên. Thực ra thì ngày hôm nay á, nó rất là hay là đúng là ngày sinh nhật của Liên, lại đúng vào cái ngày thành lập quân đội. Hy vọng là sau cái buổi hôm nay, anh Lương cũng giống như là Liên có thể là san sẻ qua lại những cái mà chồng mình mong muốn ở mình hoặc là vợ mình mong muốn ở mình, để cho cái tổ ấm của anh chị càng ngày càng ấm hơn. Xin cảm ơn. Bây giờ em xin giới thiệu với chị, đây là một cặp đôi mà Quốc Thuận đã từng đến gõ cửa thăm nhà rồi. Là một người em với một ý chí, với một nghị lực sống rất là phi thường. Và một người mà truyền cảm hứng cho rất nhiều các bạn trẻ, đặc biệt là các bạn Gen Z. Cùng rồi. Hỏi với em luôn đó chị. Vậy hả? Vậy hả? Có cùng quê không? Dạ không. Vậy hả? Bây giờ mời chào em. Mời hai vợ chồng giới thiệu cho chị Vân đi, cũng như khán giả chương trình Vợ Chồng Son. Dạ, em chào anh Quốc Thuận và chào chị Hồng Vân. Chào quý vị khán giả của chương trình Vợ Chồng Son ạ. Em xin được giới thiệu, em là Tô Đình Khánh. Em năm nay 30 tuổi, hiện tại đang sống tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Công việc của Khánh là bán hàng online. Dạ, hiện tại em đang kinh doanh online ạ. Vậy hả? Trời ơi. Khánh ơi, từ bữa giờ thì có làm thêm công việc gì nữa không Khánh? Hiện tại thì em vẫn tập trung là bán hàng online thôi ạ. Nhưng mà cái hàng của mình là chuyên về em sản phẩm làm gì? Về thời trang. Thời trang và một mảng thực phẩm, mấy cái hàng nhập khẩu ạ. Rồi, mời cưng. Em chào anh Quốc Thuận, em chào chị Hồng Vân. Em tên là Trần Thị Thương, em năm nay 26 tuổi, em quê ở Bình Định ạ. Ở Bình Định hả? Dạ. Theo chồng vào Sài Gòn lâu chưa? Dạ, em mới đây ạ. Tức là mới vô, chứ đâu phải là bạn này làm ở Sài Gòn rồi gặp nhau đúng không? Dạ không ạ. Mà là lấy chồng xong rồi theo chồng đó đúng không? Dạ. Hôm trước em đến em gõ cửa á, thì đang là ở chung thôi, chỉ là qua thăm thôi. Còn sau khi em gõ cửa xong rồi thì hai đứa nó, ấy quên, hai em nó mới mời em đi ăn đám cưới. Vậy nhờ ông Mũ tới nhà mà tụi nó có duyên, có nghĩa là quyết định cái đám cưới luôn. Là quyết định đám cưới luôn. Rồi hình như là bữa nay là cái đầm lùm xùm vậy là có tin vui luôn. Trời ơi, chắc tôi phải mời ông tới gõ cửa thăm nhà. Em giúp ngay mà. Tôi mà trời ơi, tôi mà giờ có em bé là chấn động luôn á, ghi một kỷ lục Guinness đó. À, biết đâu có rồi sao giờ. Chị đã sẵn sàng chưa? Mày nuôi nha. Tao giờ hết sức rồi. Rồi, chị biết không, mặc dù là vậy nghe, nhưng mà bây giờ trước khi mình vô cái câu chuyện chính thì cho anh chia sẻ thêm chút xíu. Chị thấy vậy thôi nghe, mặc dù Khánh á là không có đôi chân. Nhưng mà em đó nghe, có thể nói là một số cái em hơn Khánh, nhưng có một cái mà em thua bạn Khánh này là chị biết là cái gì không? Gì? Hít đất. Thấy vậy chứ hít đất hả? Trời ơi, siêu vô địch luôn đó nghe. Hít đất bằng đôi tay, em hít đất là thua luôn. Rồi. Là hình như em chả biết hít đất hay sao á. Thả giỡn hoài, biết chưa? Biết không? Làm gì không biết? Biết không biết hả? Trời, hít đất dễ ẹt, làm gì không biết. Nhưng mà bữa đó em hít có 3 cái à. Còn Khánh hít tới 30 cái rồi. Ý chưa? Trời ơi. Rồi bây giờ nè, trong chương trình gõ cửa thăm nhà thì không có hỏi nhiều về cái câu chuyện tình yêu, cũng như là cái câu chuyện mà làm sao các bạn gặp nhau, các bạn yêu thương nhau và kết hôn với nhau. Thì bây giờ mình tới chương trình Vợ Chồng Son rồi thì mình sẽ khai thác rất nhiều những câu chuyện về tình yêu của hai bạn. Thôi bây giờ hai đứa kể cho anh nghe đi, làm sao mà hai đứa gặp nhau. Trời ơi, em đã nghe rồi, bây giờ phải để kể cho chị nghe. Chị... Không, em chưa nghe luôn. Đã... Ủa? Đợi, không bữa đó em không có tâm sự luôn á hả? Không, bữa đó là hỏi về cái chuyện khác. Vậy hả? Cho nên là hai đứa là phải phải kể về cái cơ duyên nào mà gặp nhau á, đúng không? Bữa đó không dám, bữa đó e thẹn lắm, không có dám gặp em. Mới núp mà sang nhà không à. Vậy hả? Bữa nay mới thanh thiên bạch nhật đó, danh chánh ngôn thuận đó chị. Rồi giờ gặp nhau sao nè? Thì cơ duyên thì em gặp vợ em năm 2022 á, đầu năm tháng 3. Mới đây hả? Dạ, tháng 3 2022. 2022 là mới đây ha. Dạ, thì vợ em mới lúc đó là em cũng mới chia tay mối tình mà em cũng tìm hiểu thì do là không có đến được với nhau, thì lúc đó em cũng trong cái khoảng thời gian mình cô đơn rồi cũng có một chút tổn thương trong chuyện tình cảm. Thì khi đó là tháng 3 năm 2022 thì vô tình em check trong cái tin nhắn chờ của Facebook thì em thấy một đoạn tin nhắn rất là dài của một bạn nữ gửi cho em. Xong rồi em bấm đọc thì em thấy là một cái dòng tin nhắn mà bạn ấy gửi cho em thấy rất là xúc động. Thì bạn có chia sẻ là vợ em có chia sẻ là em đã biết anh cách đây từ năm 2019 rồi. Nhưng mà do là cứ theo dõi em, nhưng mà trong một lần tình cờ đang lướt Facebook á, thì lúc đó vợ em đang làm việc tại Nhật. Năm 2018-19 thì vợ em đang ở Nhật. Thì đang trong lúc rửa chén, ăn cơm xong rửa chén thì lướt điện thoại thì vô tình thấy một cái đoạn video clip của em mà đang được một người bạn cõng á. Bạn em cõng đi chơi đó. Thì bạn ấy tò mò.
Vợ em mới tò mò là sao anh này không có chân vậy, sao anh có thể sống được. Rồi nếu như anh sống thì anh sẽ cuộc sống sau này anh như thế nào. Rồi nếu có vợ có người yêu thì không biết sẽ như thế nào ấy. Rồi bây giờ mình hỏi luôn đi. Rồi bây giờ anh hỏi vợ luôn nè. Đó, cái lúc đó thì em chia sẻ cụ thể đi. Lúc đó là em suy nghĩ gì nè. Rồi em và lý do gì em lại viết thư cho anh. Dạ. Thì lúc mà em đang gặp được ảnh cơ duyên đó là em đang là thực tập sinh. Em đi xuất khẩu lao động ở bên Nhật Bản. Thì vô tình cũng là nhờ Facebook đưa em tới một đoạn clip của chồng của em. Đó là ảnh vừa mới bị mất đi đôi chân của mình. Là do em mất đôi chân là do em bị tai nạn? Em bị một căn bệnh ạ. Tháng 4 2018 em bị tắc mạch máu, thế là phải cơ đôi chân. Xong rồi em nhìn trên đó thì bảo là một chàng trai trong cái tuổi thanh niên mất đi đôi chân, chỉ là quay chứ không có nói nhiều về ảnh. Cũng không có, em cũng chưa biết tên hay tuổi hay là quê quán của ảnh. Và vô tình mình lướt trên đó, nó báo nó có một chương trình nào đó đang về chàng trai đó. Rồi lúc đó em thấy chồng em thì khuôn mặt tiều tụy lắm. Khuôn mặt lúc đó kiểu chắc là vừa mới bị thôi. Thì em cảm thấy là lúc đó mình trong khoảng thời gian đó em đi làm thì cũng một mình ở bên xứ người thôi. Thì mình cảm thấy mình cũng là thanh niên, ở tuổi này mà mình bị như vậy thì mình cái cuộc sống của mình như thế nào và mình phải vượt qua nó như thế nào. Mình có rất là nhiều, mình như thế này mà mình có rất là nhiều cái áp lực, cái mệt mỏi, cái sự cô đơn nữa. Như chồng em thì với lại lúc đó em cũng ở trong tình trạng là cô đơn. Thì mình nghĩ là như mình thì có thể vượt qua sự cô đơn đó, nhưng mà người như thế rồi người ta có một người nào đồng hành cùng hay không, thì hay là người ta chỉ cô đơn như vậy thôi. Em tò mò, nhưng mà kiểu là trời không có xe nhiều, đỡ em tìm hiểu thêm. Chỉ là vô tình em bị mất cái thông tin về anh chồng của em. Tới 2022, 4 năm sau em mới gặp lại anh. Vô tình biết lại thông tin của anh. Vậy đó hả? Dạ. Nhưng mà như vậy thì cho chị hỏi xíu là cái lúc mà em viết tin nhắn cho anh á, thì là sau đó là em có trả lời với bạn đúng không? Dạ đúng ạ. Em trả lời rồi tụi em tin qua tin lại như vậy được bao lâu thì bị mất liên lạc? Không. 4 năm liền là em bị mất liên lạc, chưa có nhắn tin, chưa hề hỏi han. Chỉ mới có ngưỡng mộ trên Đấy là Facebook, trong thâm tâm là hình ảnh của chồng của em là xuất hiện trong đầu của em, là từ cái clip đó em bắt gặp hình ảnh của chồng, khuôn mặt của chồng em thôi. Là suốt 4 năm đó là nhiều lúc em cứ thỉnh thoảng dù vô tình em lại nhớ về cái hình ảnh đó, không biết vì lý do gì. Mà hay là chứ cái tin nhắn đó là sao? Là đến 2022 mới vô tin nhắn chờ. Vậy đó hả? 4 năm sau em mới gặp lại ảnh cũng trên Facebook. Có nghĩa là gặp trên Facebook thôi. Tức là coi như em gặp lại trên Facebook rồi bắt đầu em nhắn cái tin đó. Dạ đúng rồi. Là lúc đó em vẫn còn ở bên Nhật Bản. Vậy đó. Là em là làm một lần luôn là 5 năm ở bên Nhật Bản, chưa về Việt Nam lần nào. Rồi là cũng chưa có cơ duyên gặp ảnh, cũng chưa biết về ảnh luôn, đỡ tìm ảnh. Vì em lúc đó biết chồng em là chưa biết tên tuổi, chưa biết quê quán, mà làm sao em tìm được ảnh. Lại xong rồi 4 năm sau, năm 2018 là em mới gặp, 19 là mới gặp ảnh trên Facebook. 2022 là em lại gặp ảnh một lần nữa, là trên Facebook truyền thông lại đưa tin về ảnh nữa. Là lúc đó đưa tin là ảnh đã là một chàng trai bước qua khoảng thời gian mệt mỏi đó rồi, là chàng trai truyền nghị lực Tô Đình Khánh, viết tên là Tô Đình Khánh, TikToker. Em mới là đích thân, em đi tạo một cái nick TikTok để em tìm cho anh được ảnh. Nhưng mà em nhắn tin là em cũng là người nhắn tin trực tiếp, là khi biết ảnh gặp lại ảnh là em vội vàng em là để em nhắn tin cho anh được. Nhưng mà TikTok thì không cho em trả lời qua lại với nhau. Thì em biết sao thì em phải vào Facebook em kiểu kiếm cho mình được chồng mình. Xong rồi em phải tìm tên Tô Đình Khánh thử có ra không, nhưng vô tình lại hiện anh lên. Lại hiện cái nick Facebook của anh lên. Cuối cùng em suy nghĩ là bây giờ nhiều năm rồi sao cái hình ảnh xuất hiện mà mình muốn nhắn quên được ha. Dù mình muốn nhắn là mình xúc động quá, mình vui quá vì lại gặp lại anh sau nhiều năm mình chờ. Xong rồi em mới nhắn cho anh cái tin là cảm ơn đã cho em gặp lại anh sau khoảng thời gian dài như vậy á. Rồi em cũng chỉ là động viên ảnh đỡ ảnh phải vui vẻ lên, rồi cứ là như vậy thôi. Em nhắn xong rồi em lại một tin rồi. Cái lúc đầu tiên là em nhắn xong em làm xó. Em bảo là không biết là mình có nên nhắn hay không. Thì nhưng mà cuối cùng vẫn nhắn. Em gửi đây xong rồi em nằm em chờ phản hồi của chồng em. Bao lâu Khánh mới phản hồi? Dạ sáng hôm sau vợ. Tối hôm đó là đúng là ngày chủ nhật. Em đi làm về là hôm sau em được nghỉ. Vậy cả ngày. Tối hôm đó trời mưa là em về em vừa mưa là em ướt hết cả người luôn. Em về em mở Facebook lên. Thì vô tình cũng như cô sợ cô đơn lướt Facebook thôi. Thì bắt gặp chồng lại nhắn nằm cả đêm em nằm em thao thức em chờ. Hôm sau là chồng em phản hồi là rồi chồng nhắn cái gì? Thì cũng nhắn giống như là chào em, rồi anh cảm ơn em vì đã nhắn tin cho anh. Anh cảm ơn em vì những cái lời động viên của em. Cũng như là một người bạn, hai người bạn bình thường. Xong đó hai đứa nói chuyện em cũng nhắn tin cũng ít chứ không có nhiều.
thì nhắn qua nhắn lại xong rồi bắt đầu nói nhiều hơn. Nhưng mà lúc đó em có nói cho Khánh biết là em đã theo dõi Khánh 4 năm nay không? Tức là chờ đợi cái sự gặp lại là cả 4 năm nay rồi. Dạ có. Tin nhắn đầu tiên em đã nói là trời em cảm ơn Tầm, cảm ơn trời cho em gặp lại anh bao nhiêu năm rồi em mới gặp lại anh. Nên là Lúc đó Khánh sao Khánh? Xúc động lúc không đó. Với em thì lúc đó em hàng ngày đều check những cái tin nhắn chờ, bởi vì em có rất là nhiều những người mến mộ, họ nhìn thấy cái nghị lực của em á, thì họ sẽ cần đến em, đôi lúc họ cần cái sự động viên. Thì em cũng thỉnh thoảng check, thì em check trong cái đó thì có tin nhắn của vợ em. Thì vô tình em đọc được thì em cảm thấy nó khác biệt so với những cái tin nhắn của những người khác. Thì những người khác thường họ sẽ là cần ở chỗ em một cái gì động lực để mang đến cho họ. Thì ngược lại thì em đọc được cái tin nhắn của vợ em, thì lúc đó bạn nhắn một tin rất là dài. Đầu tiên ấn tượng là cái bức thư rất là dài, thì mình thấy là một cô gái mà gửi cho mình thế này thì mình thấy cũng xúc động. Thì em đọc được, bạn ấy bảo là em đã gặp anh từ năm 2019, nhưng mà do một lần tình cờ mà được chén trong mất đi thông tin của anh, không biết làm sao để tìm anh á, thì sau 4 năm làm việc tại Nhật thì vô tình lại hôm nay thấy lại clip của anh, em rất là vui và xúc động. Mình cảm thấy cái thể hiện cái sự xúc động của bạn ấy trong từng dòng tin nhắn ấy, thì mình thấy là mình tự nhiên có một cô gái đang viết một tin nhắn rất là xúc động cho mình. Thì tụi em cũng bắt đầu từ đó em trả lời, rồi bọn em cũng trò chuyện qua lại. Thì cũng hỏi thăm sức khỏe của em, bạn ở bên Nhật như thế nào. Rồi mình cũng lúc đó em không biết là bạn ở Nhật đâu. Lúc đó em hỏi là em hiện tại ở đâu, rồi hiện tại làm công việc gì. Thì đầu tiên là cảm ơn rồi, xong mình hỏi thì vợ mà lúc đó là em ở xa lắm anh ơi. Thì em mới hỏi là ở xa là đâu em, thì bạn bảo là em ở Nhật Bản. Thì em mới bảo là vậy thì khi nào có dịp về Việt Nam thì có thể là ghé Sài Gòn chơi hoặc gì đó thì anh em mình làm bạn. Thì thực sự cũng lúc đó em cũng không có nghĩ là mình sẽ ngỏ lời hay là mình thích bạn này đâu. Có nghĩa là mình chỉ là một người giống như là bạn vợ em đang là mến mộ em thôi. Thì em cũng không dám nghĩ nhiều. Thì mình mời cái về là cổ về cũng về luôn. Dạ, thì trong thời gian nói chuyện với nhau thì bạn cũng có những cái nỗi buồn, cũng có những cái tổn thương. Thì hai đứa kiểu đồng cảm được với nhau. Thế là cùng nhau chia sẻ đâu đó 2 tháng đấy. Thì bạn mới nói, vợ em mới nói là em Tết này cũng muốn về Việt Nam để ăn Tết. Rồi có gì là em sẽ thăm anh luôn. Thì mình cũng mừng là có thể sẽ gặp được vợ, lúc đó cũng không nghĩ gì. Thì sau cách 1 tháng, quen từ tháng 3 đến tháng 4, rồi đến giữa tháng 4 là bạn bắt đầu quyết định là em sẽ về Việt Nam luôn. Thì lúc đó em cũng không biết sao mà giống như kiểu là không biết ai bật đèn xanh hết, nhưng mà lúc đó em cảm thấy em thích vợ em. Xong rồi là cái hôm mà em đến gõ cửa thăm nhà là lúc đó là em đã về ở chung nhà với, rồi. Ở chung nhà rồi là về được bao lâu rồi? Dạ em về được ủa em cái lúc anh tới gõ cửa thăm nhà là mới em mới về đó đúng không? Dạ. Tại vì là đúng rồi. Tháng năm là vợ em đầu bay từ Nhật Bản về Việt Nam, sau đó chỉ về nhà thăm nhà một tuần thôi. Sau đó vào trong thành phố Hồ Chí Minh rồi bắt đầu là em sắp xếp cho làm việc cho em luôn. Có nghĩa là em kiểu như muốn tạo điều kiện cho để hai đứa tìm hiểu á. Thì trước khi mà về Việt Nam á, thì em có nói chuyện với Thương, lúc đó hai đứa nói chuyện 2 tháng cũng có sự tìm hiểu với nhau. Em nói là bây giờ em cứ về đi. Nếu mà em cảm thấy là đồng hành được với anh á, thì em cứ, tại vì em cứ chia sẻ với vợ là anh đã thất bại trong mối tình cũ là do cái sự không đồng ý của gia đình. Thành ra em muốn nói với vợ em là nếu như em thực sự muốn tìm hiểu anh hay là muốn đến với một người như anh á, thì em hỏi ý kiến gia đình xem thế nào. Nếu trường hợp mà gia đình em mà không phản đối hay là chấp nhận cho mình quen nhau thì anh mới dám đến hay là gì đó với em. Để là mình không muốn, thực sự lúc đó em trải qua những cái mà cuộc tình trước rồi. Em không muốn đau thêm một đúng lần rồi, em không muốn và không muốn mất thời gian của mình vào một cái lỡ một lần nữa. Em mới nói thì vợ em rất là, gọi là em đánh giá được vợ em rất là mạnh mẽ luôn. Thì lúc đó em nói chuyện với vợ thì vợ mới nói là em gọi về cho mẹ. Thì cái này em nghĩ là chắc vợ em kể sẽ tốt hơn. Sao Thương? Dạ. Dạ. Thì như lúc mà vợ chồng em tìm hiểu nhau, thời gian mà hai đứa nói chuyện ở bên Nhật Bản thì cũng qua lại nói chuyện, thì em cũng không biết là anh bị tổn thương trong cái mối tình trước là vì gia đình cấm cản. Sau đó một thời gian nói chuyện thì em mới hỏi là, anh mới hỏi em là có yêu chưa, thì em bảo là chưa. Lúc đó anh thật sự là mấy năm trời ở bên đó là em không có quen. Xong rồi em mới bảo em chưa, hỏi anh thì anh quen, anh có người yêu chưa. Thì em cũng vô tình thấy trên Facebook của anh là có người chị bạn gái của anh vẫn có ở trên xuất hiện trên đó. Thì anh bảo là anh thất bại trong mối tình đó, tại vì gia đình cấm cản không cho anh. Thì anh cũng sẽ bước tiếp tới mối tình khác cũng sẽ như vậy, tại vì có thể là người phụ nữ đó mạnh mẽ yêu anh thật sự, nhưng mà gia đình thì không cho phép. Thì nếu mà sau này người nào bước tới, người ta cũng phải vượt qua điều đó. Thì em nghĩ là sau đó em nghĩ chồng em thì em nghĩ là nếu mà em muốn tìm hiểu chồng em thì em cũng phải nói điều đó với gia đình. Em nghĩ là em đánh tiếng với mẹ em trước. Tại em bảo là em cũng có nói thẳng với mẹ, nhưng mà em gọi từ bên Nhật Bản về thì em có nói là mẹ, nếu mà mẹ có con gái thì có người yêu như vậy đó, thì mẹ ở vị trí của mẹ có đồng ý cho con gái của mình quen một người như vậy hay không. Mẹ em thì cũng giống như là
mình khi em nói ra những vấn đề đó thì mẹ em kiểu sẽ nghi ngờ, bảo là chắc là con mình có quen ai như vậy hết. Xong rồi mẹ em im lặng, mẹ em không có nói, mẹ em hỏi là sao lại hỏi như vậy, là ai quen. Thì em bảo là con chỉ hỏi ví dụ là mẹ có con gái thì mẹ có chấp nhận hay không. Thì mẹ không trả lời. Thì mẹ em tới 2 ngày sau mẹ em mới trả lời cho em. Mẹ nói là phải là con quen hay không. Đó, nếu mà con quen thì con phải nói với mẹ, chứ con không được giấu. Nếu mà thật sự con quen thì con phải nói thử mẹ xử lý như thế nào. Chứ còn nếu là mẹ, con gái mẹ mới đồng ý. Là cuối cùng mẹ có đồng ý không? Dạ có. Thì đương nhiên phải đồng ý rồi. Dạ. Thì muốn hỏi là cái ngày mà hôm em đưa Khánh về gặp mẹ, gặp gia đình em á, thì cái ngày hôm đó như thế nào? Dạ, thì lúc em về Việt Nam thì cả anh chị em đều biết hết rồi, em nói hết. Thì đúng rồi, nhưng mà ý là cái ngày đầu tiên mà Khánh về gặp mẹ. Dạ. Thì hôm là đó em đưa Khánh về gặp mẹ. Dạ. Mẹ em thì ở xa, ở Bình Định, không có thể gặp. Dẫn anh Khánh về gặp thì em dẫn chồng của em về nhà chị gái ở Gia Lai thì nó thuận tiện hơn. Sau đó mẹ em phải từ dưới quê là đi bắt xe lên thăm thăm chồng em. Rồi sao? Rồi cái hôm đó là sao? Hôm nay Khánh kể coi, Khánh kể. Thì khi mà vợ em chia sẻ em với tất cả mọi người trong gia đình á, lúc đó đặc biệt là mẹ, thì khi mà mẹ cho phép vợ em tìm hiểu nhau á, có nghĩa là em rất là vui. Rồi đến cái ngày mà Thương vợ em dẫn em về nhà chị hai để gặp anh chị, rồi gặp mẹ của Thương vào từ Bình Định vào, thì lúc đó em rất là sợ. Có nghĩa là mình sợ là tại vì đôi khi là có thể nói thì mọi người có thể là chấp nhận được, nhưng khi mình sợ là em chỉ sợ khi nhìn trực tiếp mình rồi đối diện á. Dạ, em rất là lo. Từ cái hôm mà bắt đầu lên xe từ Sài Gòn rồi lên Gia Lai cả đêm đó em rất là hồi hộp luôn. Thì vợ không sao đâu anh, cứ cố gắng thôi. Thì ngay từ rồi Thương cũng nói là anh hai rất là khó nữa, đến lúc đó em càng lại do lại sợ hơn nữa. Thì em mới bảo thôi bây giờ cố gắng thôi, bây giờ mình không đối diện thì chắc chắn là không biết khi nào, chắc chắn mình phải đối diện thôi. Thì khi đó em lên, thì lên đến Gia Lai là 4 giờ sáng, 4 giờ rưỡi thì đó là bắt đầu đến nhà được anh chị hai. Thì lúc đó trời đang gọi là mới sáng thôi, thì trời còn mưa phùn nữa. Thì em rất là vui khi mà anh hai chủ động đi đón, rồi chủ động đỡ em xuống xe, rồi chào hỏi em thấy cái sự gần gũi luôn. Thì lúc đó em tự nhiên em thấy mình nhẹ hơn. Đầu vào nhà rồi gặp anh chị thì anh chị cũng niềm nở rồi hỏi thăm mình vậy đó. Thì em thấy là rất là gần gũi. Rồi từ đó em cảm thấy là tự tin ha, tự tin hơn. Tự tin. Dạ. Cho đến lúc gặp mẹ thì dạ. Sao? Rồi đến trưa mẹ bắt đầu vào thì mẹ đến ôm em một cái. Vậy là quá xúc động rồi. Dạ. Em nghĩ là thật ra là trước đó là Thương cũng đã cho xem hình rồi, cho xem clip của Khánh rồi đúng không? Dạ. Thật ra là Khánh cũng có rất là nhiều video clip lan tỏa trên mạng. Còn cái ngày đầu tiên mà em gặp chồng em khi em về Việt Nam á, thì cảm xúc em sao? Đấy, lần đầu tiên em về gặp chồng em á, thì tự nhiên em không biết sao em tới em ôm chồng em, xong em vuốt cái mặt chồng em, xong em cảm thấy trời, mình không có sợ, mình không có dị nghị gì về cái hình ảnh này, mà mình thấy chồng mình gần gũi mà thấy thân thương liền đúng không? Xong rồi em thấy nó rất là bình thường, tại vì nhiều người ta sẽ nghĩ là bước xuống đó nhìn thấy chồng mình như vậy là mình sẽ bị coi như lúc em là con gái bình thường mà kiểu trẻ trung nữa thì sẽ bị xấu hổ, nhưng mà em không có thấy gì xấu hổ hết. Em thấy thương. Còn Khánh thì sao? Anh thấy là em rất là xúc động. Dạ, bởi vì là khi mà Thương về Việt Nam á, Thương bảo là từ khi mà Thương đi á, không ai đưa Thương đi hết, chỉ có là Thương rất là thèm cái cảnh được gia đình của mình đón, mà gia đình của mình đón trở về. Lúc đó em bảo là thôi em cứ về đi, anh sẽ đi đón em. Thương cứ sợ em là không đi được rồi phiền như nào đó thì em không biết, nhưng mà lúc đó Thương xuống sân bay em chủ động em ra đón. Thì em mua một bó hoa, em cũng đứng đợi, rồi em bước đến cái Thương ôm em cái là tự nhiên mình chưa kịp nói gì hết, chỉ đưa hoa rồi Thương ôm vợ em ôm cái là hai đứa em dẫn vợ em về luôn. Đã coi như lúc đó là nhập làm một rồi đó. Nó coi như là nó là từ gọi là giống như từ trong chắc có lẽ là đặt để từ kiếp trước rồi, tức là giống như là sắp đặt á. Số là phận sắp đặt hết rồi. Sau cái hôm đó là đưa về nhà làm nhân viên không, luôn không đúng không ạ? Mời về nhà làm nhân viên em luôn. Chỉ Thương ở lại nó chơi với em 2 ngày. Lúc đó em chưa dẫn về nhà đâu. Thì bọn em cũng đi cà phê rồi đi ăn, rồi bắt đầu sáng mai là Thương về thẳng Bình Định. Về gặp mẹ, xong rồi một tuần sau là quay trở lại vô và em là ở nhà em luôn. Không, em thuê cho một cái phòng trọ cũng gần em đó. Nói chung em gọi là em sắp đặt lần sau đó để thuận tiện nhất, để em với bạn Thương có thể gần nhau rồi tìm hiểu nhau rồi đó. Rồi em có nói thôi bây giờ em vào em làm cho anh luôn. Em làm cho em thì nói chung là tháng đầu tiên thì vẫn cứ như kiểu là trả lương, có là nhân viên đàng hoàng, có nghĩa là đúng lúc đi làm là 7-8 giờ phải có mặt, rồi 12 giờ được nghỉ, rồi về ăn cơm 1 giờ phải qua làm. Đó, kiểu như vẫn cứ là giữ một cái khoảng cách giữa nhân viên và đấy thôi. Ủa rồi cái lúc mà anh tới anh gõ cửa đó là lúc đó là trả nhà trọ chưa? Lúc đó là chưa luôn. À, dạ. Nói chung là lúc đó chưa trả, nhưng mà vẫn ở bên chỗ nhà nhiều hơn.
Lúc đó thì bọn em cũng kiểu là xin phép mẹ rồi, nói là bây giờ tụi con cũng muốn tìm hiểu sau khi mà gặp ở Gia Lai rồi á, thì em có hỏi là giờ cũng gặp mặt rồi thì cũng nói chuyện với mẹ thì mẹ cũng đồng ý. Lúc đó mẹ nói là giờ bác không cấm cản hai con, chỉ mong hai con yêu thương nhau rồi chăm sóc nhau thôi, còn chuyện như là quyết định của hai đứa. Thì ngay từ lúc đó là bọn em quay trở lại Sài Gòn, bắt đầu là em rồi mẹ cũng xuống, mẹ cũng xuống cùng rồi em dẫn đi khám. Lúc đó xuống thuận lợi luôn tiện đi khám rồi em cũng dẫn đi, rồi em cũng muốn thể hiện một cách nào đó mình có thể lo được cho bác nữa. Thì em dẫn đi rồi hôm đó về nói chuyện với ba mẹ em nữa, thì hai gia đình nói chuyện với nhau thì mẹ cũng đồng ý cho bọn em qua lại. Thì từ đó đến giờ là cũng 7 tháng rồi. Từ lúc Cương từ Nhật Bản về đến đây. Có nghĩa là tụi em sống, bắt đầu chuyển qua sống bên nhà của của Khánh á, là bao lâu thì mới kết hôn? Từ tháng 6 đến tháng 7. Đúng một tháng. Một tháng. Dạ, đến tháng 8 tụi em đi thiện nguyện thì bọn em vô tình biết là có em bé. Có nghĩa là chú với cô cũng sống thử với nhau rồi đấy. Đấy là sau là các cô chú mới là làm đám cưới đấy. Tại vì khi mà em có nói chuyện với vợ và nói chuyện với cả mẹ của vợ nữa, thì lúc đó hai gia đình em cũng rất là lo về vấn đề, ví dụ hai đứa mà có lấy nhau được thì không biết chuyện con cái như nào đó. Thì bắt đầu là em cũng chia sẻ thẳng thắn là cũng không biết sau này chuyện con cái nó có đủ duyên hay không. Thì cũng nói thì được gia đình, đặc biệt là vợ, vợ cũng không có suy nghĩ về nhiều vấn đề đấy. Rồi mẹ vợ cũng vậy, cũng thôi nếu mà có thì tốt, mà không có thì không sao hết. Đó, thì từ đó là bọn em muốn là làm sao đó em muốn chắc chắn là mình có hay không. Đấy, em rất là sợ là ví dụ lấy rồi về không có con cũng rất là tội cho vợ luôn. Thật ra nghe em kể cuối cùng thì gấp con nhanh quá cơ. Hay nè. Em có nhớ trước khi mà kết thúc cái chương trình Gõ Cửa Thăm Nhà anh có chúc hai vợ chồng không? Anh có em nhớ. Thành ra em mới nhắn tin cho anh đó, cái hôm mà em bảo anh tin vui đó. Em thì đây là có bằng tốt nghiệp ông mụ là cũng lâu rồi, cách đây 10 năm rồi. Cái bằng hồi bữa hôm nay là mới có thêm cái bằng ông bói nữa. Ông mụ là 10 năm nay rồi. Hỏi gì? Thật ra là anh cũng khá là bất ngờ khi nhận được cái tin đó của em mà sau đó là nhận được một cái cưới của em. Tại vì anh nghĩ tại anh thấy nó quá nhanh. Anh thấy nó quá nhanh và anh nghĩ là nó phải thêm một thời gian nữa. Nhưng mà thôi hôm nay thì mới biết tại sao là hai anh chị lại nhanh đến như thế. Nhưng mà anh sau đó thì anh có theo dõi một số thông tin và anh cũng nhìn thấy một số video clip về những cái hình ảnh mà hai vợ chồng đi thử đồ cưới. Đúng không? Thì hôm nay anh gặp hai vợ chồng thì anh muốn hỏi hai đứa là cái cảm xúc của hai vợ chồng, cái phút giây mà đi chọn đồ cưới. Mặc đồ cưới đó. Chứ. Chọn đi chọn đồ cưới thì chọn quần áo rồi đó, đi rồi. Và sau đó là mặc cái bộ đồ cô dâu chú rể thì những cảm xúc đó là nó như thế nào? Khi mà em quyết định tổ chức ngày cưới á, bọn em đi thử đồ cưới thì em xúc động. Cứ mỗi lần em nhìn thấy vợ em mặc là về cưới là em xúc động. Em không tin là đến ngày hôm nay mình có thể là có vợ được. Hay nhiều khi em xúc động và nhiều khi nhìn mình thấy là vợ như công chúa luôn á. Mình thấy là tại sao mình, em tự hỏi mình là tại sao mình lại có thể lấy được một người vợ xinh đẹp như vậy, người dễ thương như vậy. Xinh đẹp. Rồi mình kiểu như là mình bị hút hồn bởi vì cái vẻ đẹp khi nhìn thấy người vợ của mình đang mặc váy cưới. Mà đẹp là đẹp trong khe, đẹp như thế, phúc hậu hiền hậu vậy đó. Là em là may em biết mắn sao không? Em chắc cũng là con của quan chức ở đâu trên trời. Thiệt. Chị biết không? Tại sao mà em hỏi như vậy là bởi vì cái video clip mà hai bạn thử đồ cưới á, nó được lan tỏa rất là mạnh. Với một cái lượt chia sẻ đâu là mấy ngàn. Và TikTok cái lượt TikTok rồi Reel, Facebook rất là mạnh. Thì qua video clip đó thì có rất là nhiều những comment mà tích cực, giống như là bạn hãy cứ tin. Đúng rồi. Hãy cứ tin rằng tình yêu là nó không có một sự phân biệt nào cả. Chúng ta cứ yêu, cứ đến với nhau và sẽ thành đôi. Đúng rồi. Đó là cái comment mà anh đọc được. Nói chung là khi mà em chia sẻ cái thông tin em lấy vợ thì, và đặc biệt là em rất là đặc biệt nữa, khi mà vợ em mặc đồ cho em, mặc áo vest cho em, đặc biệt là em lại không có quần. Kiểu như là bình thường các chú rể khác thì sẽ có áo sơ mi, áo vest rồi có quần tây này, nhưng em thì chỉ có thuê một cái áo vest thôi. Đó, thì khi vợ em mặc cho em, vợ em ngồi xuống rồi chỉnh cho em thì thực sự là em thấy một cái gì đó nó lan tỏa rất là mạnh, bởi vì là trên cuộc đời này rất là ít mình có thể là mình đôi khi họ mọi người thì là nó như là câu chuyện cổ tích thôi, không có thật ở ngoài đời. Nhưng mà khi một người phụ nữ rất là xinh đẹp mà còn trẻ tuổi lấy một người không có chân như em thì thực sự nó rất là đặc biệt nữa. Thành ra là mình giống như mình lan tỏa câu chuyện tình cảm cho mọi người tin thêm về tình yêu. Thì đó, nói chung là như một câu chuyện cổ tích vậy. Bởi vậy người ta mới nói là khi mà con người ta sống phải có tình yêu. Vì tình yêu nó sẽ gọi là đúng nghĩa là chắp cánh đó. Thì chắp cánh cho mình có thể bay lên cao, rồi có thể làm được tất cả mọi thứ mình muốn. Vấn đề ở đây là mình chọn lựa như thế nào để mà mình có được cái hạnh phúc viên mãn của mình. Đó,
thì tụi em đã gọi là đã làm được cái điều đó đó. Chọn lựa hạnh phúc, chọn lựa yêu thương đó, đúng không? Đó. Chọn hạnh phúc, chọn yêu thương. Thế rồi hôm nay là hạnh phúc với các bạn có được là nhờ là hạnh phúc là lựa chọn. Rồi. Đẹp quá, mối tình này đẹp quá. Chị không có muốn qua cái trang 2 đó. Nghe nhưng nè, mà giờ Thương không... á, cái bạn Thương nè, cái lúc mà em đến á, đến gõ cửa là chỉ là mới là người yêu thôi. Chị bạn ấy là có một cái nét đẹp khác. Còn bây giờ bạn ấy đang có em bé cho nên bạn ấy là có một cái nét đẹp khác. Hai cái nét đẹp nó khác khác nhau. Nhưng mà nói chung là đẹp. Rất đẹp. Thì bởi vậy bây giờ chị nói thiệt với em là không muốn hỏi phần hai. Chị không muốn hỏi phần hai. Nhưng mà không được thì ơi. Nhưng mà không hỏi phần hai á là chương trình họ không có phát lương cho mình. Đúng. Thằng Khánh nó như thế nào đi nữa nó cũng có tật xấu. Cho nên là phải có cái phần hai đó, gọi là chương hai. Và sau khi mà bước chân về với nhau, cởi bỏ cái áo cưới ra để khoác vào tấm áo một người vợ, một người chồng và sắp sửa là một người mẹ. Đó. Đó thì là có phát hiện ra cái gọi là tật xấu với nhau. Tật xấu đi chị ơi. Đó. Tật xấu đó. Tật xấu hả? Cho dù là có yêu thương, cho dù có hy sinh cỡ nào đi nữa, tôi không tin rằng là cô ấy là hoàn hảo, không có tật xấu. Đúng không? Ủa là giờ em đang hỏi Thương hay là em đang hỏi Khánh? Hai đứa luôn. Đó. Chị Khánh, là chị đang hỏi Thương về Khánh đó. Dạ, rồi xin giúp em hỏi Khánh trước đi. Đó. Đứa nào nói trước? Thương nói trước đi, người ta là phải nữ trước. Đúng rồi. Cho hai mẹ con nó nói trước. Nói về tật xấu thì như là nói mọi người nói không có thì cũng không đúng. Là chồng em cái đó với em không phải là tật xấu mà là khuyết điểm của anh. Tại vì anh bắt buộc không có đôi chân thì anh không thể làm những cái điều, những cái việc đó, ví dụ như là quần áo thì không thể bỏ gọn gàng ở một một chỗ được. Thì khi mà đi làm về vận động nhiều quá vết thương nó sẽ bị đau. Thì sẽ kiểu giống như là mệt quá không thể đi tắm nổi thì sẽ lùi tắm. Thì đó kiểu như với gặp vợ chồng khác, người đàn ông đó sẽ là tật xấu. Với chồng em đó là khuyết điểm. Với em cảm giác cái sự yêu thương của mình nhìn chồng mình nó nhiều quá nên mình nhìn đó là khuyết điểm. Chồng em thường như vậy. Chồng em thì không hút thuốc, không uống. Có ga lăng không? Dạ thì rất là ga lăng. Ga lăng thì chồng em là số 1 rồi. Lúc yêu ga lăng rồi lúc lấy nhau về còn ga lăng không? Dạ còn. Cũng kiểu quan tâm nhiều hơn. Đủ yếu là em không còn nhờ thì em cảm thấy là đối thì chồng em cũng có thể nấu ăn cho em luôn. Đi làm về anh cũng quán xíu người kia anh đi làm, anh lo cho gia đình, lo cho vợ xong rồi về nhà. Ví dụ em cảm thấy em ăn cơm xong anh có thể nhắc anh rửa chén cho em thì anh cũng tự động đi rửa. Đó. Thì không đề quá đi. Đang quá trời lạc đề luôn. Đang phần kia. Rồi, nha. Cái phần như là tính xấu mình làm trong chương trình khác. Ủa, tính đẹp đi, tính tốt. Là mình làm trong chương trình khác. Còn đây là thời khắc. Đó, để mình khui những cái tật xấu của ổng. Chị biết nó lạc đề đó, bé Thương lạc đề mà tại vì nó dễ thương quá nên chị cứ để chị nghe vậy đó. Ha, chị không nhắc lạc đề cái em biết luôn. Em cũng nghe luôn đó. Giờ chồng em được cái nữa là như hay nhõng nhẽo nữa. Trời ơi, bây giờ về là nhõng nhẽo kiểu giống là mệt lùi cái là bắt đầu giờ chứng lúc chưa men ghê lắm nhưng mà về tới nhà là bắt đầu nhõng nhẽo. Xong rồi nhõng nhẽo với vợ đó phải không? Xong rồi lùi tắm là bắt đầu bảo là vợ có thể lấy căn chanh không chứ giờ anh đi không nổi nữa rồi, anh không thể đi. Xong rồi bảo lấp liếm cái chuyện đó bằng việc là anh không thể làm được chứ không phải là giờ anh quá mệt rồi anh không thể trường đi nữa được rồi. Em có thể giúp anh được không, là anh ở dơ anh nằm lại luôn, em chịu không được, em chịu em cũng phải chịu thôi. Em bắt buộc phải đi lấy canh lau cho chồng em rồi cho anh thoải mái hơn. Lúc thấy Thương là mình phải đi lau rồi chồng giục đồ giục thì về giường đó thì cũng bỏ lung tung đó thôi, rồi em cũng phải đi lụm rồi đi giặt cho ảnh thôi. Nhưng mà nói chung á là bây giờ vợ đang có bầu rồi, giờ muốn làm biếng cũng đâu làm biếng được nữa. Đúng không? Đó, thì giờ em có muốn chồng em thay đổi điều gì không? Có một điều là em muốn chồng em là không phải thay đổi mà quan tâm bản thân mình nhiều hơn. Chồng em luôn có một điều là giống như là suy nghĩ cho gia đình, suy nghĩ cho những người xung quanh quá nhiều. Bỏ quên bản thân mình. Lúc mà có em về làm vợ xong rồi bây giờ có cơ duyên có con, anh cảm thấy anh nỗ lực nhiều hơn nữa. Mà lúc vết thương bị đau quá bảo anh nghĩ thì anh cũng không chịu nghỉ. Anh cứ cố gắng phải đi làm cho mình được, về tới nhà nhiều khi trở trời thì cái vết thương nó bị co giật. Anh cũng không bao giờ nói, anh im lặng. Xong rồi em rất là sợ chồng em đã sức khỏe đã yếu rồi, vì những cái lo toan đó mà chồng bị bệnh hay là gì đó, em không thể nào mà chia sẻ cái nỗi đau đó được. Nên em muốn chồng em là chăm sóc bản thân mình nhiều hơn. Nói nữa em chỉ muốn nhìn thấy anh ở bên cạnh em thôi. Em có thể cùng anh cố gắng được
em luôn hài lòng. Em không phải là muốn cho Vĩ mình nuôi thật nhiều tiền, Vĩ thật giàu có hay là cái gì hết. Em chỉ muốn chồng, nhìn thấy chồng em mỗi ngày thôi. Em chỉ muốn bên cạnh anh, muốn được gặp anh, muốn anh khỏe thôi. Vậy em muốn muốn chồng em thay đổi hay gì hết. Không. Cưng dễ sợ. Đang này sống mà khóc rồi. Và thì và em chia sẻ thì đôi khi kiểu như em, kiểu em là con người rất là kiểu như là tham công tiếc việc ấy. Mình muốn làm để mình lo được cho gia đình và bản thân mình, rồi bây giờ có vợ có con nữa, mình lo nhiều hơn. Thì nên là nhiều khi mình ít dành thời gian cho vợ nhiều nữa. Nhưng mà nãy vợ nói cái đó là em thấy hợp lý không? Dạ có. Ừ. Thì dạ, đó người ta mong muốn vậy thì mình đáp ứng đi. Dạ. Đúng không? Dạ. Ủa nhưng mà bây giờ là công việc của Khánh vẫn làm tại nhà chứ có làm ở đâu nữa không? À, nói chung là vẫn làm tại nhà. Tại nhà nhưng mà hiện nhưng tại mà cái đó là cái chỗ mà mình làm việc thôi. Bây giờ em mới chuyển sang một cái chỗ khác rồi. Ừ. Dạ, có nghĩa em bây giờ làm một chỗ và về ở một chỗ. Làm một chỗ về một chỗ. Dạ. Gần không Khánh? Cũng gần ạ. Nói chung em đi qua được 5 phút thôi. À, hiện tại bây giờ em mới vợ về ở với bố mẹ. Dạ, thì còn em thuê một cái văn phòng khác để mình làm việc ở đó. Nhưng mà Khánh hiểu không? Dù là nó gần thiệt nhưng nó vẫn là không phải là cái nhà của mình. Nó vẫn là cái chỗ làm việc. Thì mà tại vì vợ em rất là lo. Đó. Mà bây giờ là Thương đâu có ra làm với chồng không? Dạ có, là em có làm nhưng mà dù giống như là vợ chồng em đi làm thì vẫn livestream núi livestream cả ngày cả đêm. Chứ như làm cả đêm thì làm tới 10 giờ, 11 giờ. Bây giờ hiện tại bầu em cũng vẫn đi làm cùng chồng. Hôm nào em mệt quá thì em mới ở nhà. Hôm nào anh mệt thì em bảo ở nhà mà anh cũng không chịu. Nói chung là vợ em sót á. Dạ, vợ em sót. Thà ví dụ em nói thì vợ sẽ không lo nhiều, còn này là cứ em không nói em chịu đựng á. Nên là vợ rất là lo, rất là sợ. Tại tính em là mỗi khi em bị nó em ít khi chia sẻ cho người khác, sợ người ta lo lắng và buồn á. Mình giống như cái điểm yếu của em. Mình lo cho người ta, cuối cùng là để người ta lo lại cho mình. Bây giờ tới Khánh đi. Đó, tới Khánh đi. Vợ có gì xấu không? Vợ em á. Thực ra vợ em thì định không hỏi á chị. Mà thấy nó đẹp quá, đẹp quá luôn. Cái chương trình này nó ngộ lắm. Mình sai một miếng phọc mát là mình sẽ bị khiển trách rầy la. Cho nên là buộc lòng là mình phải hỏi thôi. Thôi gắng đào bươi bới móc gì đó. Mấy cái thật xấu của vợ nó với em. Vợ em thì thực ra thì tụi em mới cưới nên cũng em chưa biết nhiều về tật xấu của vợ. Nhưng mà cái mà em cảm thấy vợ em có điểm đó là hay kiểu như là không có chịu ngủ sớm, hay rất là thức khuya. Rồi bắt đầu là nói thì không chịu nghe, không phải là bảo đi ngủ sớm thì không chịu. Rồi sáng mai rồi dậy trễ, rồi đôi khi có những cái buổi đi làm lại không có đúng giờ, kiểu như là mình đã chuẩn bị sẵn rồi. Nhưng vợ thì vẫn cứ ung dung, vẫn cứ là không có gọi là chịu follow theo mình ấy, kiểu như là không có sắp xếp được cái thời gian. Thí dụ là livestream đúng không? Dạ đúng rồi. Đó, chuẩn bị xong hết rồi. Dạ. Mà chưa xuất hiện. em nói là ơi hôm nay là mình livestream vào 7 giờ này. Nhưng mà 6 giờ vẫn đang bấm, 6 rưỡi vẫn đang ngồi bấm điện thoại này. Rồi đến giờ live là vẫn chưa gọi là vẫn chưa có gì gọi là sự chuẩn bị luôn đấy. À, chỉ có như thế thôi. Còn vợ em thì rất là nói chung chỉnh chu từ cái bếp núc cho đến mọi thứ. Thì em thấy là chưa. Cái đó là khen rồi đó, cái đó khen rồi, không cần khen. Bây giờ đó thì phải hay chồng này đặt đề hoài à. Làm như nó mới coi trình này. Ý là cái phần đã nhất luôn á. Yeah. Mà nó nghe nè, cái lúc mà em live á, em thì quá quen rồi. Yeah. Em là chuyên nghiệp rồi. Mà vợ bắt đầu mới vô live phụ mình thì có hợp không? Chà, có khớp không hay là có những cái trục trặc gì không? Có những cái mà vợ em bị ảnh hưởng khi em hỏi, vì vợ em chưa quen với cái việc mà livestream bán hàng á. Em thì quen rồi thì không sao. Đôi khi là vợ em thì có những cái đôi khi bình luận không có hay hoặc những cái bình luận không tốt á. Rồi vợ em xúc động rồi lại khóc nhè luôn. Khóc nhè. Dạ. Rất hay khóc nhè. Chịu không nổi. Đọc không chịu nổi những cái comment nữa. Chê. Dạ. Là hay bị mọi người có những comment họ chê bắt đầu là khóc. Không, tự nhiên khóc trên livestream vậy đó. Vậy cũng là thật xấu luôn. Yeah. Không chịu đựng nổi được áp lực của comment. Yeah. Cái đó cũng khuyết điểm chút xíu thôi. Yeah. Xíu. Nhưng mà giờ sao luôn? Giờ thay đổi chưa? Giờ thì không khóc ở đó, về nhà khóc. Chút nữa gặp anh sẽ cho bí quyết vượt qua những comment tiêu cực người ta chê mình. Rồi Khánh có mong muốn vợ thay đổi điều gì không? Em cũng muốn là vợ em quan tâm sức khỏe mình nhiều hơn. Rồi hiện tại bây giờ có con rồi, em cũng muốn là vợ đôi khi vợ em thấy em đi làm, em thấy vợ em mệt nhưng em nói thôi vợ ở nhà nghỉ đi, nhưng vợ em không chịu, kiểu như bắt buộc cứ phải muốn theo em vậy đó, phải ở bên cạnh phụ đó. Nhưng mà em thấy hiện tại thì thời điểm này cũng bầu bì rồi, em cũng muốn vợ nghỉ nhiều hơn, nhưng vợ em thì kiểu như cứng đầu ấy, không nó, chịu đâu, không chịu là giờ một mình anh đi thì sợ anh buồn, thấy anh đi làm một mình thấy em buồn, anh buồn em không muốn ở nhà mình,
Vậy cứ mệt của mình cứ đi theo vậy. Với lại chị, em 5 tháng là chắc rồi đúng không chị? Chắc rồi. Là đi tới đi luôn nhiều khi khỏe bạn nữa đó. Dạ, yeah, dạ. Yeah. Nhưng mà kiểu như là live stream nhiều khi mệt á. Thành ra là em muốn vợ nghỉ nhưng mà vợ không chịu. À, cứ bắt buộc nặng nặng đâu phải là em muốn đi cùng anh cơ. Tại vì lo cho em á. Dạ, lo cho em. Ở nhà nó còn lo nhiều hơn. Khi rồi. Ở bên cạnh á mình cứ đúng nhìn rồi. Được là mình chắc ăn đúng không? Dạ. Chị thấy chuyện của tụi em giống như là chuyện cổ tích á, thật sự mà nói luôn á. Ha, hoàng tử gặp công chúa đó như cổ tích á, cái mối tình này nó rất là đẹp luôn. Thành ra chị cái biết là mong tụi em giữ hoài cái tình yêu này. Yeah. Chị muốn chúc cho tụi em là sức khỏe. Yeah. Sức khỏe bình an ha, rồi mẹ tròn con vuông. Đã biết trai gái chưa? Dạ, công chúa. Công chúa hả? Vậy là coi như thêm thằng con trai nữa là coi như là đủ gọi là điểm 10 đó ha. Yeah, điểm chúc đó. Em chúc cho nó luôn. Năm sau chúc cái này chúc trước luôn đi. Chúc trước thôi hay là thôi để nữa đi em chúc anh like tụi nó. Xong đi rồi bắt đầu mình chúc. Đó đúng không? Nghe. Yeah.